Kính chào quý khán giả và các bạn đang xem chương trình. Thì như chúng ta đã biết ấy, lỗ bổ dục của tim ấy, đó là một cái ra nó một cái lỗ nằm ở vách liên nhĩ của bệnh nhân. Đối với trái tim của chúng ta thường thường có cái hai buồng tâm nhĩ trái và tâm nhĩ phải. Thì cái tâm nhĩ trái và tâm nhĩ phải bình thường sẽ cách với nhau bởi một cái vách giống như cái vách tường của chúng ta này. Những người mà cứ khi cơ thể phát triển hoàn thiện thì cái vách nó sẽ đóng khít, và tuy nhiên những người mà người ta còn gọi là nó tồn tại lỗ bổ dục ấy, thì cái do cái nguyên nhân cái vách nó đóng không khít, nó còn một cái lỗ. Thường thường cái lỗ này nó kích thước khoảng từ 2 đến 3 mm thôi, nên và nó có cái dòng máu đi từ bên tim, thường thường nó sẽ có dòng máu đi từ bên tim phải qua tim trái. Thì những cái lỗ như vậy thì người ta gọi đó là cái lỗ tồn tại lỗ bổ dục. Nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không? Thì đối với người bình thường, cái cơ thể bình thường thì nó hoàn toàn là không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nó không gây ra cái triệu chứng gì hết. Tuy nhiên đối với những một số trường hợp bệnh nhân có cái tình trạng mà nhồi máu não người trẻ thì có thể là do cái nguyên nhân có việc cái tồn tại cái lỗ bổ dục này làm cho nó sẽ xuất hiện các gọi là cái cục máu đông trong cái tim. Thì khi mà xuất hiện cái cục máu đông trong tim như vậy thì cái cục máu đông sẽ dễ dị dàng có khả năng di chuyển từ tâm nhĩ phải sang tâm tim trái, và từ tim trái sẽ bắt đầu ra động mạch chủ và lên động mạch các động mạch não ở trên não, thì gây ra cái bệnh cảnh tắc cái mạch máu não. Như vậy người ta gây ra bệnh cảnh đột quỵ não, hay là còn gọi là nhồi máu não. Bình thường ấy, thì lỗ bổ dục hoàn toàn là không gây ra cái triệu chứng gì hết, nó cũng không gây ra mệt, không gây khó thở cho những người ở những người bệnh nhân có cái tim trái tim khỏe mạnh bình thường. Lỗ bổ dục của bệnh nhân thì thường thường phát hiện trong các tình huống như là mình đi siêu âm tim kiểm tra định kỳ, hoặc là những trường hợp mà em bé còn mới sanh thì khi siêu âm tim sẽ thấy có cái lỗ bổ dục. Như chúng ta đã biết ấy, thường thường thì trong dân số của chúng ta thì khoảng 20-30% người bình thường là có ghi nhận tồn tại lỗ bổ dục, rất ít khi mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Đối với phụ nữ có thai có tồn tại lỗ bổ dục ấy, thì cũng rất ít nguy cơ. Tuy nhiên có một số trường hợp trong quá trình sinh đẻ hoặc là có một số cái rối loạn bởi các bệnh tim kèm theo, nó làm tăng cái áp lực bên tim phải, những người phụ nữ đó có nguy cơ nó sẽ thuyên tắc huyết khối, gây ra thuyên tắc mạch, rồi từ đó có thể là tạo cái cục máu đông trên bên tim phải, và có một số trường hợp nó sẽ nguy cơ là nó sẽ là đi sang bên trái, cái cục máu đông nó đi sang bên trái và gây ra nhồi máu não. Đối với những người phụ nữ có thai khi sanh đẻ thì chúng ta chỉ cần có việc là theo dõi bệnh nhân sát hơn và chăm sóc kỹ hơn một chút thôi, chứ còn nguy cơ về có lỗ bổ dục ảnh hưởng đến phụ nữ có thai thì là rất thấp. Về cái chỉ định của đóng cái lỗ bổ dục ấy, thì chúng ta chỉ thực hiện đóng lỗ bổ dục đối với những trường hợp mà bệnh nhân có nhồi máu não tái đi tái lại nhiều lần, hoặc là bị cơn thiếu máu não tháng qua tái đi tái lại. Mà những đối với những bệnh nhân này mà mình không tìm thấy các nguy cơ khác gây ra cái tình trạng về bị đột quỵ não đó. Ví dụ như mình không, đối với những bệnh nhân này có cái thể trạng sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện của tăng huyết áp, không có tiểu đường, không có các cơn bị rung nhĩ hoặc tình trạng bị rối loạn nhịp tim, hoặc siêu âm tim không có tình trạng không phát hiện ra cục huyết khối trong tim, hoặc là ngay cả những bệnh nhân không có tình trạng bị hẹp van hai lá chẳng hạn. Và đặc biệt nữa là mình phải tiến hành cái siêu âm động mạch cảnh hoặc là chụp cái CT hoặc MRI sọ não để mà loại trừ được những nguyên nhân mà đột quỵ não do tại não, thì mình sẽ mới tiến hành được biết cái lỗ bổ dục lại. Về cái chống chỉ định ấy, thì
chống chỉ định đối với những trường hợp mà có nghi ngờ mà tìm thấy cái nguyên nhân của đột quỵ não do những nguyên nhân khác, ví dụ như bệnh nhân có tình trạng bị rối loạn nhịp tim, có cục máu đông trong tim, hoặc là những bệnh nhân có các tình trạng mà nhồi máu cơ tim mà tạo thành cái cục máu đông trong tim, mà chính cái cục máu đông nó gây lên đột quỵ não thì mình cũng không nên biết. Hoặc là những trường hợp mà có hẹp động mạch cảnh hoặc động mạch não lớn hơn 50% thì mình cũng không nên biết những trường hợp đó. Tại vì những trường hợp này thì nguyên nhân của đột quỵ não là chủ yếu là do những cái các bệnh lý nền này gây nên, chứ không phải là do cái lỗ bồi dục. Một cái quá trình tiến hành biết lỗ bồi dục á, thì cũng thực ra diễn ra cũng rất là nhanh chóng và nhẹ nhàng. Thì đầu tiên bệnh nhân chỉ cần gây tê thôi, nó không hoàn toàn không cần phải gây mê gì hết. Bệnh nhân sẽ được gây tê ở vùng bẹn bên phải, sau đó người ta sẽ luồn một cái ống thông theo cái đường mạch máu, hay là gọi là cái tĩnh mạch ấy, tĩnh mạch đùi ấy, sẽ luồn lên ở trong vùng tim, đi đến tâm nhĩ phải, sau đó luồn qua lỗ bồi dục và đi luồn qua tâm nhĩ trái. Khi mà luồn qua tâm nhĩ trái rồi thì mình sẽ tiếp theo là mình sẽ đưa một cái dụng cụ, là người ta gọi đó là một cái dù, hay là gọi là cái dụng cụ ấy. Thì cái dụng cụ dù bít thông liên nhĩ nó có một cái đặc điểm là nó sẽ có hai cái cánh và nó có một cái khúc nối ở giữa. Thì khi mà nó sẽ được cái dụng cụ này sẽ được đẩy qua bên tim bên trái, sau đó người ta sẽ kéo về cho nó ôm sát cái lỗ bầu dục, sau đó người ta sẽ thả cái cánh bên phải. Thì như vậy hai cái cánh là sẽ ốp lại và nó sẽ bít kín hoàn toàn cái lỗ bầu dục đó, và sẽ làm cho cái dòng máu từ tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái sẽ không được còn được thông thường nữa. Thì sau khi thủ thuật như vậy thì mình sẽ tháo hết tất cả các ống thông còn lại ra mà chỉ để cái dù trong đó thôi. Thì đối với những trường hợp bệnh nhân mà có cái dù như vậy á, sau khi can thiệp thì mình chỉ nằm nghỉ khoảng 10-12 tiếng là nằm nghỉ tại chỗ, tại giường. Và sau đó thì mình có thể vận động và đi lại nhẹ nhàng. Thì trong khoảng vài ba ngày sau thì mình có thể vẫn sinh hoạt, làm việc, lao động như một người bình thường, không có vấn đề xảy ra. Hiện tại thì phương pháp can thiệp mà bít lỗ bồi dục là phương pháp tối ưu hóa nhất. Ngoài ra thì không còn cái phương pháp nào khác để mà xử lý cái lỗ bồi dục được. Đối với những bệnh nhân sau khi bít lỗ bồi dục thì chúng ta vẫn tiếp tục điều trị, nhưng mà là sẽ bệnh nhân sẽ được uống một cái viên thuốc, hay gọi người ta gọi là aspirin ấy, viên thuốc 81 mg, có thể là một đến hoặc là hai viên tùy theo thể trạng bệnh nhân. Thì cái uống từ viên thuốc đấy khoảng bao lâu thì bệnh nhân chỉ cần uống trong vòng là 6 tháng thôi, 6 tháng sau khi bít, thì sau đó là bệnh nhân hoàn toàn không còn cần phải uống một cái viên thuốc gì khác nữa. Thì sau khi can thiệp bít lỗ bồi dục ấy, thì bệnh nhân có thể chỉ nằm viện trong khoảng 12 tiếng thôi. Sau đó thì 1-2 ngày sau là bệnh nhân hoàn toàn có thể xuất viện được và có thể theo dõi tại nhà. Thì thời gian đầu trong khoảng 1-2 tuần đầu ấy, thì bệnh nhân hạn chế làm việc việc quá là gắng sức, có thể làm việc nhẹ nhàng, đi lại nhẹ nhàng, vận động nhẹ nhàng. Sau đó khoảng 2-3 tuần sau thì bệnh nhân hoàn toàn có thể trở lại cái cuộc sống sinh hoạt bình thường, vận động và lao động như người khỏe mạnh bình thường, không có ảnh hưởng. Đối với những bệnh nhân mà có cái lỗ bồi dục ấy, thì mình chỉ nếu mà ở những đối tượng người trẻ khỏe mạnh, không có cái biểu hiện của đột quỵ não trước đó, thì mình hoàn toàn có thể là theo dõi và bằng phương pháp là siêu âm tim từ mỗi khoảng 6 tháng đến 1 năm mình thực hiện siêu âm tim một lần. Bên cạnh đó, những trường hợp mà có lỗ bồi dục mà có những người có yếu tố nguy cơ cao á, là những người thứ nhất là bệnh nhân có cái biểu hiện của tăng cái áp lực động mạch phổi bên phải, ví dụ như các bệnh lý về bệnh phổi, hoặc những bệnh nhân có cái biểu hiện bị cục huyết khối tĩnh mạch hoặc là thuyên tắc phổi. Thì những trường hợp đó người ta cũng
ghi nhận thấy là có nguy cơ cao bị có thể dẫn đến cái tình trạng đột quỵ nếu mà bệnh nhân cái toàn còn cái lỗ bầu dục đó. Cái về cái vấn đề di truyền ấy, thì đối với lỗ bầu dục thì không thể dùng cái từ di truyền, mà bất cứ người nào trong chúng ta đều có thể có cái tồn tại cái lỗ bầu dục. Tại vì nguyên nhân tại sao? Tại vì cái lỗ bầu dục ấy, thực ra đó là do cái trong cơ thể, trong quá trình phát triển của tim ấy, ở giai đoạn bào thai ấy, thì nó bắt buộc phải có cái tồn tại cái lỗ bầu dục này để cho máu sẽ được lưu thông và cung cấp cho đứa bé nó mà hoạt động phát triển. Sau khi sanh ra thì trong khoảng 1-2 ngày đầu thì cái lỗ bầu dục này nó sẽ tự đóng lại, và chỉ khoảng 20-30% dân số là cái lỗ bầu dục này đóng không hết thôi. Thì như vậy về cái câu chuyện mà có di truyền hay không thì thực ra là trong chúng ta này ai cũng có thể có cái lỗ bầu dục đó, nhưng mà quan trọng là cái lỗ bầu dục của chúng ta nó có khả năng tự đóng được chứ chưa thôi. Đối với những người bình thường có sức khỏe, có lao động bình thường thì cái lỗ bầu dục này cũng không ảnh hưởng nhiều. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.